Trước nhiều ý kiến của người dân cho rằng không nhận được quyền lợi từ bảo hiểm dân sự bắt buộc đối với xe máy, đại diện công ty bảo hiểm PVI Hà Nội cho biết, với các trường hợp xảy ra tai nạn nghiêm trọng, chắc chắn sẽ được giải quyết. Còn đối với các vụ tai nạn nhỏ hơn, dù trong nhiều trường hợp công ty bảo hiểm biết nhưng vẫn không thể bồi thường vì không có đủ hồ sơ pháp lý. Những cái vụ lớn thì mặc nhiên là sẽ được giải quyết bởi vì nó có hồ sơ đầy đủ. Nhưng những cái vụ, mình nói thật, vụ nhỏ đi ra đường, hai người đi va chạm với nhau, rõ ràng nhé, theo đúng quy tắc là có phát sinh trách nhiệm, có phát sinh sự kiện bảo hiểm thật. Thế nhưng mà cái số tiền có thể nó không lớn thì cái việc mà người ta đi khiếu nại bảo hiểm thì nó rất là mất thời gian. Và người ta sẽ không thực hiện cái việc khiếu nại để đòi quyền lợi bảo hiểm nữa. Mà tất cả nhé, cả công ty bảo hiểm cũng biết cái việc đó nhưng có thể là không đủ căn cứ để làm. Trước vấn đề này, theo tiến sĩ Khương Kim Tạo, nguyên phó chánh văn phòng Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cho rằng, với bất kể trường hợp nào, công ty bảo hiểm đều phải có phương án và trách nhiệm giải quyết cho người dân, không thể lấy lý do trốn tránh trách nhiệm bồi thường khi có vụ việc xảy ra. Cơ quan bảo hiểm phải giải quyết vấn đề cho người dân, không phải cứ bán bảo hiểm xong lấy tiền xong thì mai kia người ta đâm nhau thì cũng chả can thiệp gì cả, cũng chả hỗ trợ gì, mà muốn để mà đền bù được một tí thì gây khó khăn. Cái công người ta để mà xoay sở để người ta được đủ cái tiền đền bù còn nhiều hơn cái tiền mà người ta được đền bù thì người ta làm gì. Đấy, tôi nghĩ rằng đây liên quan đến cái thủ tục mà bên bảo hiểm phải thống nhất với cơ quan quản lý nhà nước để chúng ta có thể là thực hiện tốt cái chương trình bảo hiểm cho nhân dân. Để nâng cao tính chủ động, tự chịu trách nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm trong giải quyết bồi thường cho người dân, luật sư Nguyễn Hồng Tâm cho rằng cơ quan chức năng nên xem xét đến việc bỏ quy định bắt buộc đối với bảo hiểm xe máy mà thay vào đó bằng các phương án tự nguyện theo nhu cầu của mỗi người dân. Nếu mà chúng ta thay đổi quy định là cái việc mà tham gia bảo hiểm này là hoàn toàn tự nguyện và mọi người tham gia giao thông có quyền lựa chọn tham gia hay không tham gia, thì đương nhiên là trên thị trường sẽ có sự cạnh tranh. Và nếu có sự cạnh tranh này thì chất lượng dịch vụ của các cơ quan bảo hiểm sẽ tăng lên. Bởi vì muốn có thu hút khách hàng thì bắt buộc chất lượng phải tốt. Nếu mà chất lượng không tốt thì đương nhiên là không bán được sản phẩm, không có doanh thu, thì ảnh hưởng chính đến quyền lợi của công ty bảo hiểm. Nhiều người dân hiện đưa ra kiến nghị chuyển bảo hiểm xe máy từ hình thức bắt buộc sang tự nguyện. Họ ủng hộ đề xuất bỏ xử phạt nếu chủ phương tiện không mua loại bảo hiểm này.